bọn chú đặt xe sướng hỏi bố này, hỏi bố bọn anh đặt xe nó mới khổ kìa. Đấy, đời bố thì khổ. Bọn anh ý, bọn anh toàn đi bộ mà về cái dốc băng hoài, nếu mà đến cái thời đi xe đạp còn không lên được toàn phải rong ấy. Chúng ta còn lên tận Mồ Gà là mà tận Mồ Gà. Nhà con mới ông nhỏ ông đưa nhau đầu tiên cái 2.5-3 triệu, ông ấy mới tới đất 2.5 triệu. Xong thay một loa, xong giờ ông nào là chắc biết là 70 triệu. Cậu có tiền chạy đua không? Mà thực tế ngồi bọn mình tranh luận mà đúng đã là thể dục thì tầm xe này là thể dục khỏe nó mới tốt. Xe đua vừa nếu có đủ khoăm ý, còn đau lưng ý, có một ông ngã gãy xương vai, cái xe dễ ngã lắm, còn đau lưng ý, đi nó không đúng tư thế. Anh quan điểm anh là riêng ba đứa này sau đi học chưa xin xe đạp vì cái quãng đường nó không xa. Gắn cái máy đấy giả đây là bà, vừa anh đi coi như là quay được đúng không? Bà, cắm vào đấy. Quá. Đang đi đang giật nó thôi. Ở đây không có tình trạng đấy, ở đây không dám giật. Mày giật không tao cái. Ở trên này không như Hà Nội, với Sài Gòn nó mới giật thôi, đây không dám giật. Luôn Sài Gòn em đang cầm thoại, đang nghe nghe ở đứng ở ngã tư, một phát mất, không biết nó chạy đứa nào, điều vậy. Tối. Ban ngày cái cả ban ngày nó cướp hết rồi thì nó dám chơi thật, bởi vì đường nó nhiều ngõ ngách, đường nó nhiều ngõ ngách. Sài Gòn cái ban ngày có những nó lấy hết. Đang ở ngã tư Lạc Hạ, đứng chờ thì ai đi xe máy qua phát nào một thằng giật luôn mất hút, nó giật lúc nào không biết giật. Cả dây chuyền mà đeo ở cổ này nó nhìn thấy nó cũng giật hết, túi sách túi xiếc nó giật hết, nhiều lần nhiều vụ nó giật cho ngã dẫm dúi cả. Ở mình thì chưa dám, ở mình thì không chạy đâu được. Ở trong nghe chứ nhỉ.